chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip so sánh thằng Serbo 303 và thằng Vision 303 về hình dáng của thằng Serbo 303 và thằng Vision 303. Hai cái tương đối nó giống nhau về kích thước lẫn chiều dài. Đối với thằng Vision á, thì cái nhựa của nó nhà sản xuất là bằng nhựa trong, còn Serbo nhà sản xuất là bằng nhựa đen. Công suất lọc của hai cái máy này đều là 5W hết. Đối với cái dòng máy lọc thác Serbo thì nhà sản xuất ngoài tặng cho chúng ta một miếng bông lọc nhỏ ra, còn có một cái miếng than hoạt tính. Với than hoạt tính này, khi hồ cá của chúng ta bị hôi tanh thì nó sẽ hạn chế được những cái mùi hôi đó. Đây là bên trong máy, một cái motor nhỏ 5W. Thằng Vision nó cũng tương tự giống như vậy, nhưng mà nó khác ở một chỗ là nhà sản xuất chỉ tặng cho chúng ta một miếng bông lọc, nhưng không có cái miếng than hoạt tính như bên Serbo. Đấy, bông lọc. Phía bên trong nó cũng có một cái motor nhỏ. Tùy theo mục đích sử dụng của mỗi người, có người thì thích sử dụng loại trong á, thì chúng ta nên mua thằng Vision 303, nhìn nó hấp dẫn, bởi vì mình có thể nhìn được cái hoạt động của bên trong máy. Còn đối với thằng Serbo á, cấu tạo nó lớp vỏ màu đen nên thành thử chúng ta nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn. Và tùy vào cái sở thích của mỗi người thôi. Đối với thằng Serbo thì nhà sản xuất tặng thêm cho chúng ta một cái than hoạt tính. Rồi, cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Cảm ơn.